ngày 3 tháng 4, theo một nguồn tin của phóng viên, cơ quan điều tra đã khởi tố hai thanh niên đi xe máy SH lên đường vành đai 2 trên cao, có hành vi chặn đường, gây gổ đánh nhau với người đi ô tô. Cơ quan tố tụng xác định hai người này có hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị NPTA, sinh năm 1996, trú tại Long Biên Hà Nội, điều ô tô biển kiểm soát 30E 502XX trên đường vành đai 2 trên cao, hướng từ cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở. Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội thì bị xe SH màu da cam biển kiểm soát 29H1 747XX do TVH điều khiển chở TT lãng lách tạt đầu xe ô tô. Chưa dừng lại ở hành động đó, hai người đi xe máy còn đập vào xe của chị TA rồi chỉ bới. Sau đó, H và T tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 trên cao và gây gỗ với hai nam thanh niên trong xe ô tô biển kiểm soát 30K 840XX. Khi bị chặn đầu xe, Hai nam thanh niên trên ô tô đã xuống xe đánh nhau với H và T. Lúc này, chị ta đã quay lại video diễn biến sự việc. Ngày 27 tháng 2, cơ quan công an làm việc với H và T cùng người liên quan. Tại cơ quan công an, H cho biết trong lúc điều khiển xe máy đi từ hướng cầu Vĩnh Tuy đi vành đai 2 trên cao, thì có một người phụ nữ đi ô tô, chị A đi phía sau quay clip. H cho biết lúc này bản thân đã mất kiểm soát dẫn đến hành vi chửi bới xô sát. H trình bày. Tôi biết đi như thế là sai và chỉ yêu cầu người phụ nữ đi ô tô phía sau dừng lại việc quay video và cho biết đã chặn đầu xe người phụ nữ và đập vào cửa kính, kéo cửa bên lái yêu cầu xuống nói chuyện, còn anh Tê đạp vào cửa bên phải. Tuy nhiên người phụ nữ không xuống. Chưa dừng lại đó, một lúc sau có tài xế ô tô, xe ô tô 30K, vượt lên và tiếp tục quay clip, nên hát tiếp tục đuổi theo chặn lại yêu cầu không quay clip nữa. Sau đó thì hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. Tài xế hát cho biết có sử dụng bia buổi trưa. Hát nói khi về nhà tôi cũng không biết clip được đăng tải lên mạng xã hội, đến khi cơ quan công an triệu tập mới biết. Cũng tại cơ quan công an, người đàn ông tên Tê nói bản thân đã thiếu kiềm chế do trước đó đã sử dụng rượu bia. Tê trình bày, tôi ý thức được hành vi của mình là sai hoàn toàn. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi nhận lại hình ảnh hai người đàn ông có hành động tấn công một cảnh sát đang làm nhiệm vụ gây xôn xao dư luận. Đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, qua xác minh, vụ việc trên xảy ra trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, có hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, thông chốt bất thành nên xuống xe cà khịa và tấn công cảnh sát. Theo cục cảnh sát giao thông, sau khi khống chế được hai đối tượng, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác định hai người đàn ông vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Hai đối tượng này đều là người trú trên địa bàn huyện Gia Bình. Kết quả kiểm tra xác định Trịnh Xuân Thành vi phạm ở mức 0,614mg trên 1 lít khí thở, Nguyễn Xuân Trúc 0,442mg trên 1 lít khí thở. Hiện cả hai đã bị công an huyện Gia Bình tạm giữ hình sự, đang củng cố hồ sơ để khởi tố. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định. Sau hơn một tháng xảy ra vụ việc vận động viên Phạm Như Phương, tố các huấn luyện viên thu phế 10% tiền thưởng huy chương và 50% tiền thưởng nóng của doanh nghiệp cùng với việc mỗi tháng các vận động viên phải đóng quỹ cho huấn luyện viên với số tiền vài trăm nghìn đồng ngành thể thao việt nam và hà nội bước đầu có kết quả xác minh làm rõ vụ việc trao đổi với báo chí ông đặng hà việt tổng cục trưởng cục thể dục thể thao thông tin qua các buổi làm việc giữa cục thể dục thể thao với vận động viên và huấn luyện viên của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia các huấn luyện viên đã xác nhận sai phạm có liên quan theo đó huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ thể dục dụng cụ quốc gia nguyễn thị thanh thúy thừa nhận có lập hai loại quỹ gồm quỹ đối nội đối ngoại và quỹ trung tâm. Hai quỹ này được các vận động viên và phụ huynh vận động viên đóng quỹ hàng tháng với số tiền 270.000 đồng một lần đóng và 540.000 đồng một lần đóng. Với quỹ đối nội đối ngoại được huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy giải trình dùng để chi các công việc phục vụ thăm hỏi, ma chay, đám hiếu, ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mua thực phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên. Trong đó, quỹ trung tâm được chi cho các hoạt động vật lý trị liệu ngoài giờ, liên hoàn đội, sinh nhật, mua sắm thiết bị văn phòng máy in, máy chiếu, tủ lạnh, giường massage, số tiền thu quỹ trên tinh thần tự nguyện có sự đồng thuận của huấn luyện viên, vận động viên, phụ huynh của các vận động viên. Trước đó, sau đơn thư tố cáo bị các huấn luyện viên ăn chặn tiền thưởng huy chương, vận động viên Phạm Như Phương tiếp tục lên tiếng về vùng tối trong tập luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, đó là số tiền xin khống trong tập luyện vào các ngày chủ nhật, ngày lễ được gọi là ngày công chủ nhật, số tiền được chi trả các buổi tập luyện vào các ngày chủ nhật được hưởng 200% ngày công dành cho chế độ tập ngoài giờ, quy định chế độ tập thêm ngày thường 270.000 đồng một ngày đối với vận động viên và 375.000 đồng một ngày đối với huấn luyện viên. Điều vận động viên phạm như phương bất bình là số tiền chi ngày công chủ nhật được chuyển vào tài khoản vận động viên, trong đó mỗi vận động viên chỉ được nhận 50%, còn 50% phải chia lại cho huấn luyện viên. Thậm chí có những khoản tiền công chủ nhật được lĩnh nhưng trên thực tế các vận động viên và huấn luyện viên không hề có buổi tập luyện huấn luyện nào về việc xác minh khoản tiền công ngày chủ nhật sau đơn thư của vận động viên phạm như phương cục thể dục thể thao cho biết đơn vị sẽ kiến nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch thành lập đoàn kiểm tra để xác minh làm rõ hơn các nội dung vận động viên phạm như phương đã tố cáo phía cục thể dục thể thao chỉ có chức năng kiểm tra xác minh không có chức năng thanh tra nên không đưa ra kết luận trước các sai phạm trong tập luyện và công tác quản lý chấm công đặc biệt ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao xác nhận đã cho thôi công tác huấn luyện với huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và huấn luyện viên Đỗ Thị Ngân Thương. Bà Thúy chịu trách nhiệm liên quan đến việc khai khống tiền công tập luyện. Bà Ngân Thương là người trực tiếp thu 10% tiền thưởng cho mỗi huy chương, 50% tiền thưởng nóng, thu quỹ trái phép đối với vận động viên Lâm Như Quỳnh. Tương tự như vậy, Cục Thể dục Thể thao có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội về sai phạm của các huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thủy Dương hai huấn luyện viên này thu phế tiền thường của các vận động viên và dùng vào các mục đích đối nội đối ngoại. Trong báo cáo của cục Thể dục Thể thao, họ đều thừa nhận sai phạm của mình và bị cho thôi công tác huấn luyện. Hiện nay, bà Phan Thị Hà Thanh vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Thúy. Cục Thể dục Thể thao sẽ trực tiếp kiểm tra việc tập luyện của các vận động viên ở tất cả bộ môn và ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và bổ sung các quy định phù hợp. Sau sự việc. Phía cục thể dục thể thao yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia trong việc triển khai kế hoạch huấn luyện năm, chu kỳ huấn luyện theo giải đấu chính thức trong năm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với lực lượng huấn luyện viên và vận động viên. Công an thành phố Hà Nội cho biết, công an huyện Thường Tín đang xác minh đơn tố giác Vũ Đình Thịnh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, ngày 18 tháng 5 năm 2023, ông S ra ngân hàng rút tiền thì phát hiện trong tài khoản không còn tiền. Ông S tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng thì được biết Vũ Đình Thịnh là bảo vệ ngân hàng liên quan đến việc rút tiền trong tài khoản của ông S. Số tiền bị mất trong tài khoản là gần 90 triệu đồng. Công an huyện Thường Tín tiến hành truy tìm đối tượng Vũ Đình Thịnh để phục vụ công tác điều tra. Công an thành phố Hà Nội thông báo Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín, số điện thoại 0945413688, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Sáng mùng 3 tháng 3, công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang phát thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Diệu, sinh năm 2006, học sinh lớp 11 trường trung cấp người Hà Tĩnh sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình. Theo thông tin ban đầu, khi đi ra khỏi nhà, Diệu có mang theo áo khoác đen dày, quần đen, mang ba lô màu trắng, đi dép màu nâu có hình chữ H. Bà Trần Thị Cảnh, mẹ em Diệu cho biết, vào thứ hai ngày 26 tháng 2, cháu có xảy ra xích mích với gia đình về việc dùng điện thoại quá khuya, tuy nhiên những ngày sau vẫn cư xử bình thường. Bà Cảnh thông tin thêm, đến chiều thứ sáu mùng 1 tháng 3, sau khi đi chơi thì cháu không về, gia đình đã tìm kiếm, cầu cứu cơ quan chức năng nhưng vẫn không có thông tin gì về cháu. Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông BVT, sinh năm 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 2, ông BVT cùng các thành viên trong tổ trực thuộc Ban Quản lý Đền Ông Hoàng Mười làm nhiệm vụ thu tiền công đức người dân đặt lễ bỏ vào hòm công đức. Quá trình thu tiền tại gian nhà trung điện, ông Tê đã lấy trộm 1 triệu đồng bỏ vào hộp bánh, sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ. Hành vi trộm tiền công đức của ông Tê bị nhiều người phát hiện quay video. Ngay sau đó, công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt kịp thời tiến hành xác minh làm rõ. Làm việc với công an, người đàn ông thừa nhận hành vi nộp lại tiền. Trước sự việc này, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đã đình chỉ công tác với hai người thuộc ban quản lý đền ông Hoàng Mười lắp camera giám sát tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức